Cô chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau học môn toán lớp 1 trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Ở tiết học trước, chúng ta đã được học bài số 8. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau học bài số 9. Bước vào hoạt động thứ nhất, đó là giới thiệu số 9. Các bạn quan sát lên màn hình và đếm cho cô lần lượt có bao nhiêu quả măng cụt. Cô và các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 quả măng cụt. Các em tiếp tục quan sát cho cô có bao nhiêu chấm tròn. Cô và các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 trái măng cụt, có 9 chấm tròn. Ta có số 9. Số 9 được viết bởi chữ số 9. Đọc là 9. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết số 9. Số 9 có cách viết cũng tương tự như số 8. Các bạn đặt bút dưới đường kẻ 2 một chút, chúng ta viết nét cong kín từ phải sang trái cho đến khi đụng vào điểm đầu tiên của nét cong kín. Từ điểm kết thúc của nét cong kín, chúng ta viết một nét cong dưới. Cô vừa hướng dẫn cho các bạn viết số 9. Tiếp tục luyện tập viết một dòng số 9 vào bảng con các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ viết một dòng từ số 6 đến số 9. 6, 7, 8, 9. Ta vừa kết thúc hoạt động 1, giới thiệu số 9. Tiếp theo chúng ta bước sang hoạt động 2, thực hành đếm và lập số. Ở hoạt động này, cô và các bạn sẽ đếm số 9 qua ngón tay. Nhưng trước khi chúng ta thực hiện đếm số 9 qua ngón tay, thì cô và các bạn sẽ thực hành vỗ tay theo nhịp. Các bạn lắng nghe cô vỗ tay và thực hiện cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cô vừa vỗ tay 9 cái. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hành bật ngón tay. Các bạn quan sát và thực hành cùng với cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, các bạn hãy thực hành bật 9 ngón tay cho cô nhé. Ta vừa hoàn thành hoạt động 2, thực hành đếm và lập số. Tiếp theo chúng ta bước sang hoạt động 3, tách gộp số 9. Ở hoạt động này, các bạn sẽ nói cho cô các cách tách gộp số 9. Các bạn quan sát lên màn hình, cô có 9 khối lập phương. Các bạn sẽ tách bất kỳ và nói cho cô sơ đồ tách gộp của các bạn.
các bạn quan sát lên màn hình, cô có 9 khối lập phương. Bây giờ cô sẽ thực hiện tách 9 khối lập phương này ra nhé. Các bạn hãy quan sát. Các bạn hãy viết cho cô sơ đồ tách gộp vào bảng con. Và đây là sơ đồ tách gộp của cô. 9 gồm 8 và 1. 9 gồm 1 và 8. Tương tự như vậy, cô cũng có 9 khối lập phương ở dưới. Các bạn quan sát cô thực hiện tách 9 khối lập phương này ra nhé. Các bạn hãy viết sơ đồ tách gộp vào bảng con. Và đây là sơ đồ tách gộp của cô. 9 gồm 7 và 2. 9 gồm 2 và 7. Các bạn tiếp tục quan sát lên màn hình xem cô tách 9 khối lập phương này ra nhé. Các bạn viết sơ đồ tách gộp vào bảng con. Và đây là sơ đồ tách gộp của cô. 9 gồm 6 và 3. 9 gồm 3 và 6. Tiếp tục, cô lại tách 9 khối lập phương. Các bạn viết sơ đồ tách gộp vào bảng con. Và đây là sơ đồ tách gộp của cô. 9 gồm 5 và 4. 9 gồm 4 và 5. Chúng ta vừa thực hiện tách gộp các khối lập phương. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành bảng tách gộp số 9. 9 gồm 1 và 8. 9 gồm 8 và 1. 9 gồm 2 và 7. 9 gồm 7 và 2. 9 gồm 3 và 6. 9 gồm 6 và 3. 9 gồm 4 và 5. 9 gồm 5 và 4. Kết thúc hoạt động 3 tách gộp số 9. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang khám phá đất nước em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cửu đỉnh. Cửu có nghĩa là chính, cửu đỉnh có nghĩa là chính đỉnh. Cửu đỉnh này ở Huế. Trên bản đồ đất nước Việt Nam, đó chính là vị trí của Thừa Thiên Huế. Để hiểu rõ hơn về cửu đỉnh ở Thừa Thiên Huế, các bạn sẽ cùng cô xem một đoạn video clip nhé. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, cuốn sách địa lý, đây là 9 chiếc đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh. Đối với những người đã đến Huế, chắc hẳn sẽ không xa lạ với hình ảnh 9 chiếc đỉnh được chạm khắc tinh xảo và còn được coi là kiệt tác nghệ thuật bằng đồng này. Chúng ta vừa xem xong đoạn phim giới thiệu về cửu đỉnh. Chính cái đỉnh bằng đồng đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng Thành Huế cũng là kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Cô chúc các em có một buổi học thật vui. Chúc các em học tốt. Cô chào các em.